Rồi, xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay hai cậu cháu mình cũng vẫn tiếp tục đi bắn cua. Cua nha. Thì anh em mình có bắt được mớ cua với lại nãy. Cua với dợp nè cả nhà. Được mớ cua với dợp nữa. Với ốc len. Ốc len thì nước ngập mấy bữa trước á. Mấy anh em mình bắt. Những mớ cua này cả nhà. Đó. Được mớ cua. Với lại dợp. Với cá thòi lòi. Mới cá thòi lòi nè. Bây giờ hai con cháu mình đem lên đường bán. Nãy có cái cô kia, cô dặn mớ cua mà không biết cô mua nhiều hay ít, cho nên mình đem ra ngoài. Nếu cô mua ít thì mình bán cho cô chú anh chị chạy qua lại mua luôn. Còn cô mua nhiều thì còn mớ cá lòi hay hoặc là dợp gì đó, ốc len đó. Ốc len dợp thì không có nhiều cả nhà. Ốc len đó thì mình bán luôn. Đi Nhi, bây giờ con chào cái đó đi chú. Hai anh em mình bắt cua cũng giờ sớm rồi nè. Giờ hồi lúc cắt cũng gần 1 giờ. Hai mấy gần 1 giờ tại em đi cũng trễ chứ sớm rồi mấy. Không biết cô kia cô tới chưa? Đúng chứ. Chứ Nguyễn cô chạy về cô chơi chạy về. Nay trời nắng gắt luôn hả con? Nay trời nắng quá trời nắng. Chung là nắng dễ là không mưa. Nắng thì mình ngồi mình bán được. Mưa thì cano ta chạy về hết à. Nắng bán đồ dễ hơn, đi làm cũng dễ nữa. Hả? Xe cô đó trời quá anh gì? Dạ. Mới chạy vậy. Trời cháu quá trời luôn. Dạ. Bị hứa cháu rồi. Sao bán gì? Bán gì gần vợ? Bán ốc cua. Ốc cua hả? Len cua đồ. Cua mà đây này ốc hả con? Này cá lòi con. Ờ cá thòi lòi. Dạ. Còn sống không? Còn sống không? Quá trời ơi cháu bán. Không anh. Thì nhiều ốc len nữa nè con. Còn nhiều. Ốc len dưới cua. Cua nói thật ngay dưới thì giờ nhiều lắm con. Thì dặn con. Dạ dạ dạ. Thì phải dặn uy tín biết không? Dạ. Thì đâu có dám ăn. Cô dặn cua vậy con đem nha coi cua cô mua hết hay là. Ừ, thì nếu mà cua ngon không con? Dạ cua ngon không con. Rồi, còn có hai cua này nè. Ừ. Là nó gạch mà gạch ít này con bán giá cua nhỏ, cua tứ. Thì thôi tại con tính gì dạ. Đi gì không có nói gì hết á. Rồi. Không lẽ con coi chung con gì biết dạ. Cô về ăn thì nói chung là con bán người ta làm sao thì con cũng vậy. Ừ. Nhưng mà con cua mình bắt thì nó chắc á. Nó chắc thôi chứ mình biết chắc thôi chứ còn cái thịt nói chung cũng một hai dạ, con thôi nó cũng không phải có xì xúc hả con? Dạ. Phải bỏ cái này lên ra ta. Con luôn vậy đó con. Con cái thùng hết không đâu quay con. Khỏi bay đi con. Dạ con quay dưới mà. Đâu quay mặt đâu. Con đâu quay mặt đâu tại con đi làm YouTube đó thì không có cá hả? Có cá lội nè. Nhiều lắm. Chắc cũng ký mấy à con không biết. Ký. Cá lội ra con bán thường thì con bán người ta 200 mà nhưng mà có cá thì để con để hôm qua nay nó cắn bị chạy chạy đó. Nó chạy thôi chứ đâu có sao đâu. Thì con bán 150 ký thôi, con bán cho cô ăn mà. Này, chắc cô mua giùm con bán cho cô nới nới cô ăn luôn. Mua rất nhiều. Cua này 400. Còn cái này con nói hai con này chờ. Hai con đó giá đó, giá con để cô 250 ký cũng được nữa. Ừ. Hai con không có nhiều hết á. Mua đó. Mua hai con. Con này chắc mà vậy. Con này cứng ngắt thì con mới bán chứ còn mới mở còn đâu bán ra đó đâu. Cua đó ngon luôn á. Này con cứng ngắt nè anh nhìn cô biết rồi nè, đục cáo rồi. Tại chị này nó không ấy thì em cho coi cua này nó gạch. Nó gạch ít thôi dạ. Nhưng mà bán giá tứ luôn dạ. 250 ký là nó không tới giá tứ nữa dạ, con cân cái đó đi chút cân đi con chữ thao ra 3 ký 2 trời 3 ký 2 cô chị phải bệnh bịch cho em đi lấy dùm cái bịch nữa là cái phà hả phà này về tăng tập đó 3 ký 2 để chữ cái thao ra thao nhiêu coi dùm em 200 300 300
giam còn 2 ký 9 rồi cá lòi. Cá lòi ký 4 phải không? Ký 4 giá 150 ký à. Chạy con cá này nó chung. Nhân ký 4 coi nhiêu thon vậy. Chạy nhân giùm em đi. Con cho cô mấy con vợt nè. Con cho cô mấy vợt á. Cảm ơn con. Dạ, con không có nghĩ gì hết trơn á, con bán 400 gram. Giá 250 nè. Đó. Con cho cô vợt nè, cô bỏ vô đi. 150 hả? Ký 4 nhân nhân. Này hả? Ký 5. Này ký 5. Ký 5. Cái này ký 4. Ký 4 150. Ký 4 nhân 150. À. Rồi ốc len 210 ngàn. 210 ngàn. 2 ký 9 đi. Gần 3 ký 9, 2 ký 9. Dạ. 2 ký 9. 200 ngàn ký. Nhân 200. Dạ. 508. Hai phần này 508 phải không? 709 rồi đó. Hai cái này 709 này nè. 709. 4 gram này tính chưa? Chưa. 4 gram giá 25 ngàn. 250. Là 100 ngàn nữa đi, chỉ cứ 100 ngàn nữa đi. 100. Rồi còn 3 cái. 100 ngàn nữa hả? 709 là 809. 809 giờ nãy. Như là 2 cái 9 gì đâu. 2 cái 9 giá 400. 2 cái 9 với nhau. 2 cái 9 nhiêu tiền cua? Giá 400. 400. 2 cái 9 bằng 1 cái 1 cộng với 8 cái 9. 2.050.000. Dạ. Hết luôn. Nè, cô bỏ vợt này vô bên con coi cho. Còn hai anh em con bắt được có mớ vợt này nè. Còn em con nói thôi cho cô ăn đi chân chứ bán chắc gì đâu mà. Thì cô ăn đi về có gì cô điện con. Không có gì hết. Dạ. Cô 50 lẻ 2 triệu mấy cơ? 2.050.000. Ê, hình như đây có rồi, có 50. Có còn 50 ngàn nè con. Dạ dạ, rồi để con coi. Rồi, 2.050.000. Ừ. Anh bỏ vô. Những con okay, có sao con bán vậy con? Thì thấy con tật gì dạ. Thì con cũng nói câu đó vậy con. Dạ. Rồi con cảm ơn rồi, cô rồi, nha. Rồi, con dạ, rồi con cảm ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi. Cô gọi nha. Dạ, rồi con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Rồi con bye cô nha. Dạ cả nhà ơi, thì nói chung hai con cháu mình tính bán được cô tính mua cua ít thôi cả nhà, thì cô dặn cũng ít cua thôi, nhưng mà hai anh em mình bắt được nhiêu thì ra bán như là ốc len, thì mấy anh em mình bắt hôm nay đó thì mình giọng lại mình cho uống nước là cho nó ăn rồi trong nước, cá lòi cũng vậy thì mình đem ra mình bán, thì nếu cô mua ít cua thì còn cá lòi với ốc len thì mình đem đi là đặng mình bán. Không ngờ cô thấy mình vậy thì cô mua hết luôn, thấy tội nghiệp á, cô mua hết luôn. Thì nói chung hồi nãy mình bán thì được 2.050.000 2.050.000 thì cô móc ra 2.200.000 thì cô cho luôn 150 luôn cả nhà. Trời cảm ơn cô quá trời luôn, cảm ơn cô nhiều. Rồi cô cho cô lì xì thêm 150 luôn nè. Không Nhi? Dạ. 150 luôn. Rồi, nói chung là gì là quá mừng rồi. Đi về dài về đi về luôn. Hôm nay về sớm luôn cả nhà. Bán quá lẹ luôn, giờ về sớm giờ hai cô cháu mình sẵn đồ xong rồi mình đi về. Mình tính đem theo cái tấm bảng để mình rồi đặng mình bán cua đó. Không ngờ cô mua hết luôn, nãy mà có thêm nhiều cô cũng mua luôn, tại thấy mình tội nghiệp á, thấy thương thì cô mua. Chung cô cũng ở ngoài nước ngoài, cô về á, về đây chơi bỏ đây luôn hả Nhi? Dạ, bỏ căng vô luôn ha. Rồi, mừng quá. Nói chung là mình bán cái này thì ngày này ngày khác cả nhà, có khi mình ra mình ngồi ha, thấy hai cô cháu ngồi cả tiếng 2 tiếng hồ cũng không ai mua, có khi ra thì gặp cô chú thì ghé ủng hộ mua thì cô này mua hết giáo luôn. Rồi đi về. Rồi nắng không ai ngồi, cũng nắng dữ lắm nhưng mà cũng phải bán, cũng phải ngồi thôi. Mình nghĩ mua cua chắc ít thôi chứ không có nhiều, chứ lại tại vì cái lồi với ốc á thì cô không có hỏi thì mình cũng đem ra luôn cho cô mua. Cô mua dùng thì mình bán được nhiều. Bữa nay có cô được lì xì được 150 luôn. Bán 2.050.000 mà được 2.200.000. Nhi cũng mấy trời nắng này Nhi mê luôn ha. Nay lấy nón rồi đội rồi đó. Dạ. Nói này có uống thuốc chưa?
Rồi. Hả? Rồi con cũng hết bệnh giờ mà tại còn khang tiếng xíu. Hết bệnh vì khang tiếng hả? À? Dạ. Chứ cái này là theo mà con ngồi chứ là con bệnh lại á. Nắng quá trời nắng mà. Rồi. Trên đó thì chúng có chiếu mà đổ thôi. Ướt cái áo tôi luôn. Cái gì? Tôi bị ướt cái áo luôn. Ướt luôn hả? Dạ. Trời, ướt áo mà bán hết được cũng xứng đáng, cũng mừng. Giá ngày nào ướt áo mà bán không hết đi. Ngày nào ra bán là ướt áo mà hết cũng được. Rồi. Rồi, nói chung là hai cô cháu mình hôm nay khá là may mắn cả nhà. Bán nhanh, gọn thì cô đó mua hết rồi. Rồi giờ clip của hai cô cháu mình đến đây kết thúc. Cả nhà xem yêu quý hai cô cháu mình với lại hai anh em như hai anh em mình đi, là cả nhà xem ủng hộ thì chia sẻ cho bạn bè và người thân biết đến. Hai anh em mình sẽ có động lực làm những video hay cho cả nhà xem. Bây giờ xin chào cả nhà và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Con tạm biệt ngoài cô chú. Nói chung là cảm ơn cô Tuyết. Cảm ơn cô Tuyết rất là nhiều nha. Tại vì cô Tuyết đã ủng hộ cho mình mua hết luôn. Rồi, giờ mình xuống vỏ mình đi dọt về thôi Nhi ơi. Dạ. Yeah.